trong sáng ngày 8 tháng 3 của năm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn phần khai mạc sáng sớm trong buổi sáng ngày hôm nay của nghệ nhân đồng thời Trần Văn Hải, Chủ tịch Chi hội Di sản Văn hóa huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, thủ nhang đồng đền đền Ca Sáp, thủ nhang bản điện cửu tỉnh Vọng Từ. Chẳng xét ngay gian kinh xuyên, chẳng xét
phang mười nữ để lầm than sao đành. Sử đích chân ngang phần khởi sắc trên tương đê từ thiên thành hiện đại đúng lô phong khoảnh khắc nhân văn đức biệt ban tộc phương. Đích Phật xa dư hiện tại tương lai trước năm mô hương ngân cái Bồ Tát Ma Tát. Năm mô hương ngân cái Bồ Tát Ma Tát. Mô lòng nhang thập cử diệu thanh mẫu chứng đàn duyên ngã tiếp tăng cúng giảng tiên phục hoàn thân cẩn thận chứa tiên trùng vương. Xa lâm tập cờ ân từ bi linh vân chúng sinh phố cát kim tịch lệ lâm nhan thật cờ diệu thành mẫu chứng đàn duyên. Sư loạn thanh gia ngồi hoàng đế tích quân thức mời hoàng đế tích quân hiệu quan đệ thật đồng sáng sinh. Ông tại thiên đình vốn xưa quan giám sát ngài cử tại thiên đình đêm nay châu trực ở trong lâu đài. Về nhị đồng quan lớn đề nghị bằng áo
màu xanh kêu rồng cổ phù làm lễ tấu hương khai quang trứng sớ và múa kiếm. Có nơi là múa một kiếm, có nơi là múa một kiếm một tờ.
dù sinh số từ trên đời một tay biên chép chẳng sai số nào bách toán văn võ đổi tàu khi ra bể ngọc bước vào tòa thiên hạ sướng ca nam nữ trẻ già đều sợ phép tôn quan ra hồi tung hoành có lớn tuần ngày sao ai lấp liệt tung hoành chứ ta sát thủy toàn bực danh tương tài cảnh an thanh qua lớn tuần ngày sáng ở đặt bầy từ cổ dĩ lại cảnh thiên thai quan lớn tuần ra ngự các bộ tàng đạo đức rước hoa ninh ra chính quan quê nhà sánh sánh làm cổ tích một tòa ngôi cao ý tướng anh hào á cổ kim mỹ lực lấy thần cửa sông bị đâu đâu phục thờ Ninh Giang bị thiết lập đền thờ quan lớn tuần tranh Thank you.
thiên đội vạn cơ lệnh truyền, thiên đội vạn cơ ơi quan quân, bây giờ ngày chắp sáng anh linh, trước là đội lệnh thiên đình, sau ra thu chắp hết cả tinh phen này ra ngoài. Trần tế biết tay, trần tế biết tay giao y, trần tế biết tay ngự lên đồng tại y, kính dày nhận ra cứu cho đầu đây khỏi oan, dẹp hết tà quỷ phàm nhan như bề thông bay nó gió đi về. Hiểu chút tiết nghi
sông xanh. Đêm ngày vật vẫn mưa tuôn đầu gành ra
Giật giật hạt hoa
thưa tha bóng hồng nhịp chân theo câu ca. Thiên bản làm quan phủ
quân tiên nghe tin nông mười tới thiên diện chảnh ngờ lòng phân tiên mân tiên buồn cánh chim mơ hồng
hoa. Chúng con lại nhớ tới người. Tiệc mẫu tháng ba về, thủ nhang họ Trần con rước Đức Hoàng mười trong tỉnh Nghệ An. Tề tay tiên chuông chén rượu đào, dâng nhất tuần sơ dâng lên bề ngọc bề càng ó dâng mời là mời giúp Đức Hoàng mười sưởi. Xưa có chín hầu mẫu để nở sông
khuyên cô cai chiếc riêng hầu trong mấy ba tòa cô lấy làm nhà gỗ cây sung huy cô lấy làm nhà xanh xi mắt vọng trông ra cửa thank you.
niệm rằng chư thánh nghi hộ chỉ mười phương hằng nga cung cấp quả quảng hà. Cô Chín là vị thánh cô đứng hàng thứ 9 trong tứ phủ thánh cô. Theo truyền thuyết, cô Chín là vị tiên cô xinh đẹp, tài giỏi, có phép tiên, thần thông quảng đại. Khi ngự về đồng, cô Chín thường mặc áo màu hồng phớt đào phai, hoặc màu cánh xanh nhạt theo phượng, theo hoa, hoặc áo gấm, áo lụa, cổ đeo si, lưng thắt tai lụa, đai thêu, có thể mặc áo tứ thân hoặc áo ngũ thân. Cây sung cô lấy làm nhà xanh xia, mắc vòng trong ra cửa đền nữ Thanh Hoa. Thanh Hoa cảnh đẹp tự nhiên. Dân đã lập ngôi đền để thờ.
cô Thanh Hoa. Thanh Hoa sơn thủy hữu tình, cô trở xa về đang vui, cô trở xa về xa loan đón rước cô về hầu mẫu sọc sơn. Thanh ra ngồi cung Phật. Giá hầu cô bé 9 đã khép lại phần giao lưu diễn sướng của nghệ nhân độc thầy Trần Văn Hải ngày hôm nay. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng nghệ nhân độc thầy Trần Văn Hải đã hoàn thành xuất sắc các giá hầu trong chương trình giao lưu diễn sướng ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thìn, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ UNESCO, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Tín ngưỡng Dân gian Việt Nam, và ông Vũ Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Thái, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, lên sân khấu trao tặng hoa, giấy khen và bảng vàng vinh danh cho nghệ nhân đồng thầy Trần Văn Hải đến từ tỉnh Nam Định. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời phần giao lưu diễn sướng của thanh đồng Bùi Thị Năm, thủ nhang bản điện Linh Ứng Điện đến từ huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.